Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp giáo hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 7, biến đổi đơn giản biểu thức chia căn bậc 2. Đó là nội dung học là trục căn thức ở mẫu số, với mẫu số là tổng hoặc hiệu các căn bậc 2. Và chúng ta luyện tập, sau đó chúng ta sử dụng máy tính Casio FX580VNX để hỗ trợ việc kiểm tra lại đáp số bài toán. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Mục 2 nhỏ tiếp theo là trục căn thức ở mẫu. Bây giờ trước hết chúng ta có một nhận xét sau. Căn bậc 2 của A trừ cho căn bậc 2 của B mà nhân với căn bậc 2 của A cộng với căn bậc 2 của B thì đây có dạng hằng đẳng thức đồng nhớ, một hiệu hai biểu thức nhân với một tổng hai biểu thức thì sẽ bằng căn bậc 2 của A bình phương trừ căn bậc 2 của B bình phương. Sau đó nó sẽ bằng căn bậc 2 của A tất cả bình phương trừ cho căn bậc 2 của B tất cả bình phương. Nhưng mà bởi vì do A và B dương, cho nên khi đưa ra ngoài căn thì chúng ta không lấy trị tuyệt đối, bằng tiếp A trừ B. Tiếp tục, biểu thức thứ hai là căn bậc 2 của A trừ chỗ B nhân với căn bậc 2 của A cộng B thì cũng có dạng hằng đẳng thức, cho nên sẽ bằng tiếp căn bậc 2 của A tất cả bình phương trừ chỗ B bình phương. Đưa A bình phương ra ngoài chỗ căn ta được A, là do trong cách viết của biểu thức này thì A dương. Vậy bằng A trừ B bình phương. Đây là hằng đẳng thức mà chúng ta đã biết. Bây giờ chúng ta áp dụng cái hằng đẳng thức này cho các biểu thức mà có mẫu là căn bậc 2 của A trừ cho căn bậc 2 của B, hoặc mẫu là căn bậc 2 của A cộng với căn bậc 2 của B, hoặc mẫu căn bậc 2 của A trừ cho B, hoặc mẫu căn bậc 2 của A cộng B, thì chúng ta nhớ dùng công thức này để chúng ta trục căn thức ở mẫu, tức là làm cho mẫu số của biểu thức khi biến đổi không còn chứa căn bậc 2 nữa. B nhỏ cho các biểu thức A, B, C, khi đó ta có C chia cho căn bậc 2 của A cộng với B, như vậy là mẫu có cái dạng là căn bậc 2 của A cộng B. Thế thì khi đó các em phải nhân cả tử và mẫu với cái biểu thức căn bậc 2 của A trừ cho B, gọi là biểu thức liên hợp của cái biểu thức ở mẫu. Thì bằng C nhân với biểu thức liên hợp của mẫu và mẫu là bằng A trừ B bình phương như khi nãy thầy viết ở trên. Cách nhớ công thức này như sau. Tử thì các em nhân với biểu thức ở mẫu, nhưng mà dấu cộng thì chuyển sang dấu trừ. Và mẫu bình phương biểu thức thứ nhất là được A trừ cho bình phương biểu thức thứ hai. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta nhớ các công thức khác. C trên căn bậc 2 của A trừ cho B thì nó bằng tử bằng C nhân với căn bậc 2 của A cộng với B. Còn mẫu là chúng ta bình phương biểu thức thứ nhất là được A trừ cho bình phương biểu thức thứ hai là B bình. Tiếp tục. Trong hai công thức này thì điều kiện A lớn hơn hoặc bằng 0 và A trừ B bình phương phải khác 0. Điều kiện đó là điều kiện để cho về trái và về phải tồn tại. Công thức thứ ba, C trên căn bậc 2 của A cộng với B thì bằng C nhân với biểu thức chỉ khác dấu cộng ở mẫu trên bình phương biểu thức thứ nhất trừ cho bình phương biểu thức thứ hai, tức là trên A trừ B. Công thức thứ tư, C trên căn bậc 2 của A trừ căn bậc 2 của B thì bằng C nhân với biểu thức khác dấu trừ ở mẫu là căn bậc 2 của A cộng với căn bậc 2 của B. Còn mẫu là cái bình phương biểu thức thứ nhất
trừ cho bình phương biểu thức thứ hai, tức là A trừ cho B. Như vậy là ở B phải ở mẫu là bao giờ cũng bằng biểu thức thứ nhất bình phương trừ biểu thức thứ hai bình phương. Còn ở tử là khi kẻ nhân C với các cái biểu thức liên hợp của biểu thức mẫu, hay nói cách khác là nhân với biểu thức chỉ khác phép toán cộng thì là chuyển qua phép tuần trừ thì chuyển qua phép tuần cộng. Trong trường hợp này thì điều kiện chung là A trừ B khác không và AB lớn hơn hoặc bằng không. Như vậy đây là các công thức mà chúng ta thường dùng để chúng ta trục căn thức ở mẫu. Tuy nhiên sau này chúng ta học thêm căn bậc 3 thì chúng ta còn thêm những cách khác để trục căn thức ở mẫu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ sang giải một bài tập để vận dụng kiến thức này. Ví dụ rút gọn biểu thức sau, các em thấy trên màn hình. Có nghĩa là chúng ta phải đi làm mất căn ở mẫu là căn bậc 2 của 2 trừ cho 1 và căn bậc 2 của 6 trừ cho 1 ở mẫu của biểu thức nói trên. Bây giờ chúng ta sẽ giải như sau. Trước hết thầy viết lại đây. Nhìn vào cái đề này thì các em phải hình dung được chúng ta cần phải làm cái gì trước để tránh bài toán phức tạp. Các em thấy 12 á, là bằng 6 x 2. Như vậy ở tử có chung nhau là căn bậc 2 của 6 thì chúng ta đặt nhân tử chung thì chúng ta đã khử mẫu được. Riêng cái biểu thức thứ hai thì chúng ta nhân lượng liên hợp để khử căn bậc 2 ở mẫu. Bằng biểu thức bị trừ, thầy viết lại tử là căn bậc 2 của 2 nhân 6 trừ cho căn bậc 2 của 6, mẫu thầy viết lại. Trừ cho biểu thức thứ hai thì thầy lấy 5 nhân với biểu thức liên hợp căn bậc 2 của 6 cộng với 1 trên căn bậc 2 của 6 bình phương là 6 trừ cho 1 bình phương là 1 là 6 trừ 1. Tiếp tục. Bằng biểu thức thứ nhất, thầy đặt căn bậc 2 của 6 lập nhân tử chung, thừa số cho căn bậc 2 của 2 trừ cho 1. Trong biểu thức này thì các em thấy chúng ta sẽ giãn ước căn bậc 2 của 1 ở tử cho căn bậc 2 của 1 ở mẫu thì chỉ còn lại căn bậc 2 của 6. 6 trừ cho 1 của biểu thức thứ hai là bằng 5, chúng ta giãn ước 5 cho 5 thì như vậy là trừ cho căn bậc 2 của 6 cộng với 1. Các em để trong ngoặc đơn. Bởi vì dấu trừ này là chung cho dấu trừ của cả tử biểu thức thứ hai. Kết quả bằng căn bậc 2 của 6 trừ cho căn bậc 2 của 6 cộng với 1. Chúng ta phá ngoặc đơn thì đổi dấu thì căn bậc 2 của 6 trừ căn bậc 2 của 6 trừ cho 1 thì kết quả bằng âm 1. Vậy chúng ta có đáp số là bằng âm 1. Như vậy thì các em phải nắm được công thức trục căn thức ở mẫu. Trong đó mẫu là các cái biểu thức cộng trừ của hai biểu thức mà một hoặc hai biểu thức đó chứa dấu căn. Tuy nhiên trong nhiều bài tập không phải khi nào chúng ta cùng đi trục căn thức ở mẫu. Chẳng hạn như bài tập này ở biểu thức thứ nhất chúng ta phân tích để khử mẫu thì nó đơn giản hơn là chúng ta đi trục căn thức ở mẫu. Riêng biểu thức thứ hai thì chúng ta đi trục căn thức ở mẫu. Do đó khi làm những bài này các em cần phải nhận xét để chúng ta biến đổi. Bởi vì nếu chúng ta làm trật một tí thì bài toán rất là dài và rất phức tạp. Đôi khi chúng ta không làm nổi trong các phần tính đó. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng máy tính để kiểm tra lại cái nội dung của bài này. Thầy nhập biểu thức thứ nhất ở tử là căn bậc 2 của 12 trừ cho căn bậc 2 của 6. Chia cho căn bậc 2 của 2 trừ 1. Trừ tiếp 5 chia cho căn bậc 2 của 6 trừ 1.
Các em nhấn vô băng và các em thấy bằng âm 1. Như vậy kiểm tra trên máy tính thì chúng ta thấy là cái kết quả chúng ta giải là đúng. Như vậy thì qua bài hôm nay các em cần phải thuộc 4 công thức, trục căn thức ở mẫu và cái kỹ thuật làm bài tập. Hôm sau chúng ta tiếp tục luyện tập phần này. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.